Ok, hôm lên em. Hôm nay thì thử vào con game mới. Game này có tên là Ganlu Fantasy Guilin. Đây, chúng ta lên trang tem phép của họ. Game này thì lúc trước tôi đã nhắc đến khá nhiều lần trong những cái đầu video lẩm nhẩm rồi. Nếu như anh em thấy thú vị thì có thể thử qua con này. Giá nó cũng hơi cao nha. Hiện tại tôi chơi thử là cái bản thuốc nữa chứ. Nghèo mà anh em. Nên chơi tham khảo còn sao thôi. Ok thì sau này sẽ tính tiếp. Game này có save game. Nói về cái đồ bạn game này thì nó theo cái kiểu hơi húng hoạt hình nhiều hơn, nhưng mà nó chi tiết hơn Genshin tí xíu, nó không đến mức là quá mức hoạt hình đâu. Môi trường thì nó vẫn làm khá ấm áp nè. Game này có đa trên đa hệ máy luôn nha, từ PlayStation, Fantasy, PlayStation mà PS4, PS5 cho tới mà cái bản PC game luôn. Đó, anh em nhìn cái đồ họa nó rất là màu mè hoa lá luôn. Mấy cái hiệu ứng đòn đánh SFX rồi nó làm rất là chỉnh chu. Nhìn màu sắc nó rất là nổi bật. Trong này tôi thấy cái hệ thống nó giới thiệu có rất là nhiều nhân vật luôn nha. Mỗi nhân vật của mình trong này á, đều có một cái cốt truyện riêng, một cái bộ chiêu thức và kỹ năng riêng luôn. Khi mà mình đi lên chiến trường rồi đó, mình có thể làm một cái tổ đội đến 4 người chơi lận. Game này thì nó giống với con Theo và Bay Gear hơn là con Genshin Impact. Nó giống với con này nè. Tales of Arise. Theo và Bay Gear. Đây nó giống với con này nhiều hơn. Cũng mà cái hệ thống nội dung cái nhân vật như thế này, combat là tổ đội 4 người, mình có thể mà combo kết hợp cái chiêu thức phối hợp với nhau. Thực tế thì nó không giống Genshin đâu. Rồi bây giờ vô em thử coi nó làm sao. Có rất nhiều cái gói DLC luôn, tôi cũng chả biết làm sao nữa. Save game. Hình mà cái con đầu rồng phải không? Đúng là năm nay năm rồng mà. Osaka save game. Vậy là chi nhánh Osaka ở Nhật Bản phụ trách cái bản này nữa. Game này là không hiện con chuột luôn hả? Phụ đề đương nhiên là bật này nè, tiếng Anh, voi Anh hay là anh em voi Nhật, voi Anh đi. Voi Nhật nghe biết cũng nhiều rồi. Này thì chỉnh độ sáng. Nó chỉ có hai cái tùy chỉnh thôi, một là thường, hai là cao. Audio output là cái đầu ra. Giả lập 3D, không cần đâu. Tùy chỉnh cái này thì mình có thể vô cái phần option để chỉnh thêm. Nhưng mà thường mấy game như thế này nó bắt mình sẽ phải reset rồi. Cái logo làm cũng là rất là giống mấy cái dòng fantasy luôn nha, Final Fantasy á. Gì đây, đồng ý điều khoản điều kiện gì nữa. Game option, graphic. Phẩm ghét chắc để cao lên tí. Boiler led nè, hiển thị màn hình nè. Mấy cái này ưu cha đi. Độ sáng, làm mờ thì không đâu. Nó giống như mà Molten Lair chứ. Vi-sin nọt, chế độ mù màu không cần. Audio. Cái voi nói chuyện thì giảm tí. Rồi bây giờ order là cái gì? Chứng chỉ giấy phép gì đó. Này chỉ có bao nhiêu đây hết ta? Này nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Bây giờ vô new game. Lock 3. Này là độ khó dành cho những người muốn tận hưởng cái cốt truyện. Cái này là quá đơn giản rồi, nên chơi mất ở giữa đây. Gì mà ghen thấy ghê vậy? Biết ok. Come, the stars await, and we mustn't keep them. Đi tìm cái ngôi sao gì đó. Game này có khi mình bay trên trời rồi đó. Sau 7 ngày mắc kẹt trong cái cơn bão thì cái phi hành đoàn của mình đã vượt qua được nó, xuyên qua và chính cái tầng mây luôn.
chữ gì chạy như mà máy điện như này à. Mình sẽ là một cô gái có tên gặp một cô gái tên là Ligia, bắt đầu cái chuyến hành trình của mình. Bây giờ một cái chương mới trong cái cuộc hành trình đã bắt đầu. Chúng ta nên bắt đầu từ những cái chương đầu tiên cho cái cuộc hành trình này. Bây giờ chắc tôi ngược lại cái thời điểm ban đầu trước khi mà cái đoạn các cảnh này diễn ra. Lên lên giữa biển rồi. Đến gần chưa? Chúng ta đã gần đến chưa? Ồ, mấy em gái không? Chấp thành là mình đó hả? Bây giờ lựa chọn nhân vật, đương nhiên là gái để chúng ta có thể ngắm rồi. Sao cảm giác nó giật giật ta? FPS kiểu này là không ổn rồi nha. Từ trên gì vậy? Thôi gì đi cho nó ngắn gọn. À, nó chỉ là tục cái FPS lúc đó thôi. À, chúng ta bay trên trời thiệt nè, chứ đâu phải đi giữa biển đâu. Mà có con tàu hình rồng, nhìn ngầu đét luôn nha. Sao nhân vật mình mặc được bộ đồ màu phèn quá ta, nhìn người ta giáp trụ coi kìa, mình thì chơi nguyên cái bộ đồ váy hồng luôn đó, nhìn em này nè, Yoshiga, em này đúng kiểu loli luôn. Điểm đến của chuyến hành trình. Tôi cứ nghĩ là cái chuyến hành trình này không bao giờ kết thúc đâu. Nhìn thấy thế giới và bắt gặp những người bạn mới. Vậy em này là ai đó? Tôi thì chả biết nhân vật nào trong cái vũ trụ này cả. Mình là con bé mặc áo màu hồng nãy nha, mới tạo nhân vật luôn. Nên nhìn hơi phèn tí. Đây, giờ mới vô game nào. Được, đồ quá đẹp. Hậu hình nhân vật cũng ổn áp hết. Mặc dù hơi trẻ con tí. Di chuyển đúp AD. Rồi cái này cũng phải hướng dẫn nè. Cái này hơi chậm nha. Đồ, bây giờ nó ra hơn nhiều thứ mới nè. Cái này độ khó. Cái này chế độ áp ship gì đó. Cái này khai bao gì là cái gì không biết luôn. Tự động hồi thoại ọp. Tốc độ chuột nhanh lên tí đi. Phản hồi Kamiga. Kamiga đằng sau. Gung, gung thì không. Không 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 rồi tiếng Anh graphic ổn áp luôn. Cái đoạn các cảnh nó không có tùy chọn đây đâu. Rồi sự cảm giác camera nó rất là delay luôn nha. Khoan, có tùy chỉnh nào cho camera không? Cái này nó chỉ là cái vị trí của camera phía sau lưng mình thôi. Còn cái này là cuộn lên để hội thoại chỉ có mà sử dụng được trên cái control. Controller thôi. Đây, mình đi trò chuyện với các nhân vật mà ở trên thuyền của mình quá. Game này nhảy cao hết đó chứ. Nhảy xuống thuyền được không? Không, bếp nó không cho tôi làm cái hành động điên khùng đó rồi. Katagina. Liga là con bé tóc màu xanh này. Mình nghĩ có gì ở ngoài đó thôi. Nơi mà kết thúc của Sky Game. Ý tôi là một bức tường. Nó thì không có đủ cao như thế đâu. Tôi cũng chưa có nghĩ về điều đó cho đến khi mà bạn hỏi.
tận cùng của thế giới là cái gì? Không biết nó. Nên là cho em ấy một tí hy vọng đi. Chúng ta sẽ tự tìm thấy nó mà thôi. Bên cạnh đó thì chúng ta biết có hai điều đang chờ đợi chúng ta ngay tại đó. Con này là con linh thú của mình phải không? Viêm á. Đầu tiên là Esta Lucia, một cái hòn đảo của Acha. Và thứ hai đó là bố của bạn. Tự mình tìm kiếm cái chuyến hành trình của chính mình thôi. Em này dạng như là công chúa với mà bảo vệ vậy. Tìm kiếm điều gì trên bầu trời? Đây đây đây, em gái của chúng ta đây. Thằng Đức nào dưới này á. Gió luôn qua khe tóc nữa chứ. Đó. Em Godzilla ta này trưởng thành quá chứ. Ý bạn là đã nhìn thấy cái phần Kaidom này trước đây rồi, Godzilla. Chị đã nhìn thấy nè. Cô bé ngọt ngào đó. Đấy là bí mật của những người phụ nữ mà thôi. Chị không bao giờ cho em một câu trả lời thẳng thắn cả. Trưởng thành lên hơn đi cháu ơi. Rồi cháu sẽ hiểu. Đừng có đối xử với em như một em bé vậy. Đó, trưởng thành là cái gì nè cháu. Ayo là một người trưởng thành. Mình bây giờ binh cái con bé đó hay là theo cái phe thằng đó? Đương nhiên là chiều con nít đi. Hai đứa kia nó cũng người lớn rồi, nó thông cảm cho mình chứ. Chị đứng về phe em. Con bé này là pháp sư hay gì đó. Phép thuật nó trưởng thành mỗi ngày. Đẹp phết. Nghe cái voi em này là cũng thấy phụ nữ trưởng thành rồi đó. Chở bù cho cái nhân vật của mình, nhìn nó xấu nè. Nhìn em người ta kìa. Trời ơi. Đây đây, thiền trưởng hả? Ông này mới giống thiền trưởng nè, đúng kiểu màu mắt luôn á. Nghe giọng ông thì có vẻ hôm nay là một ngày đêm vui vậy. Đây là một cái vùng trời mới, nhắc tôi về những cái thời tuổi trẻ khi mà trải lòng với những cái bầu trời này một lần nữa. Bạn cứ mà nghỉ ngơi thoải mái đi, bất cứ cái điều gì xảy ra thì tôi sẽ canh chừng nó cho. Trên trời này mà không lẽ có quái vật không ta? Hay là cảm ơn gì đâu mắc nhiều không không? Hỏi thêm về cái thế giới này đi. Rồi, cũng chưa biết cái gì. Mình đi trò chuyện với mà cái đoàn thám hiểm thôi. Cho lên này nó không cho mình chạy nữa đó. Rồi đi đúng vòng. Rồi có biến rồi. Đúng là cái mầm gỡ thiệt. Chuột trái để đánh, chuột phải để sử dụng cái năng lực EG là cái gì đó. Tấn công. Rồi ok, nói chung là vẫn là chuột trái với chuột phải thôi. Phòng thủ bằng cái nút quy ok.
né bằng cái nút E hả? Chơi mà cái bộ chiêu độc đó đó. Nhấn E để né. Chị đến với em đây. Con này về cái phần cơ bắp thì nó có vẻ đơn giản phết. Trời ơi, nắm tay cái gì nữa. Ma pháp cộng hưởng à. Đứa trẻ con ngọn lửa, tên ta là đồng đen mắt đỏ à. Đồng đen mắt đỏ công 3000 thủ 28 à. Hell yeah. Sure showed those losers. You can't mess with the best. Có mình đánh à. Cái gì đó rồi bị ô nhiễm rồi. Cũng đen mắt cỏ rồi mình bị cái gì rồi. Bình tĩnh bạn ơi. Nó phá bỏ phong ấn hay gì? Ba Hamas. Đừng nói giờ mình đánh con ba Hamas nè. Anh Long ơi, anh đừng có phá nữa anh Long ơi. Tí nữa cũng ông táo rồi cho ông Long liền. Đánh nó bằng niềm à. Nó cạo một cái nằm liệt quá vậy nè. Ủa, cái đó là chiêu boost của con bộ mình đó. Rồi nó cào rồi. Cái tem gì mà đánh có mười mấy đam không vậy? Banh mẹ ăn tàu ơi. X, Z gì, C gì mà Z để gì ta? Z là hồi máu hả? Bây giờ chậm 80%.
Bình tĩnh anh Long ơi, anh Long. Long đen mắt đỏ. Các em support boost đúng vá nhé. Con tàu này sắp on rồi. Bút 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 bút. Bình tĩnh. Rồi, em game. We're done for if this hits us dead on. Barely dodged it. But no guarantees we'll luck out twice. Cái gì đó. Cái phó là cái gì? Nó bị kẹt vô rồi. Rồi thằng Long này phế quá. Cao to đen hôi mà nó phế. Sau này không có chịu hồi nữa nha. Đúng là gồng đen mắt đỏ của K3 thì. Really had me worried there. Bây giờ tàu với thuyền gì nữa? Hết bà nào hả? Rồi em nó nhảy tàu rồi. Ồ, thanh niên Long này. Rồi, cũng phế lồi rồi. Chắc là chỉ giảm mà gia tốc rơi thôi. Này mình được giới thiệu hai cái. Rồi, mình giới thiệu về con tàu nhưng mà cái con quay game đó là con đệ của mình. Tiền tuyến phía tây vậy. Lyria's voice echoed through the darkness. It was familiar. Painfully familiar. Just like the day we met. Before this whole long journey began. Như ngày chúng ta gặp mặt trước một cái chuyến hành trình rất là dài. I tried to protect Lyria from the Empire. Mình lại tiếp tục bảo vệ cái em Lyria này. But then, nhân vật nữ của mình nó xấu à? Nãy biết gì tạo nhân vật nam cho rồi đấy. You protected me. Now it's my turn to save you. Đừng có nói nhập hồn hay là hiến tế gì nha. Take my power. Rồi xong. Let it guide you. Let it become your strength. Té núi nhận siêu phi năng lực. Lụm được bí kíp. I know you can do this.
our lives are linked. Mạng sống của chúng ta đã được kết nối với nhau đó. Lyria gave half her life. Mình nhận được một nửa linh hồn của cái em Lyria đó. Her gift gave me the push I needed to pursue my own quest, finding Estalucia, Island of the Astrals. It was a fabled place at the end of the sky, where dreams are said to come true. Lyria and I, not to mention our ever-growing crew, are still continuing our search. But someday, someday we'll find it. And finally, the life link between us will... Cuối cùng tìm được cái điều đó thì liên kết giữa chúng ta. Huh? Where am I? Oh, right. Lyria fell from a ship, then Vern and I leapt after her. Thằng lông kìa. Lông này lông nhỏ, chứ không phải lông đen nãy. Từ từ lông. Rồi em đã đóng tiêu vậy. Mặc cái váy màu hồng là nhìn thấy không ham rồi. Rồi em đi ở đâu? Khiến cho mình nửa mạng mất tiêu rồi. Đồ bản game này nhìn cũng đẹp hết chứ. Chứ chưa tìm tìm thấy chỗ mà em nó rơi. Giờ chắc thành cục thịt nhão luôn rồi. Có gì xanh xanh kìa. Ui. À không, nó chả có cái gì trong đó cả. Con này camera nó không được mượt cho lắm. Nó quá là mượt luôn, mấy cái đúng á. Có cái gương. Một đống tiền luôn. Game này nó giấu đồ công nhận khiếp hết chứ. Nhạc nghe cũng hay nữa. Không, không lên được. Đâu ly ở đâu? Bằng đi mà, mình xuống đó bằng đi mà. Ồ, em đã vẫn tỉnh. Thế giới động vật à? Lấy quả cầu ra chổi nó liền. Đánh nó gần chết này ném quả cầu vô nó. Rồi cái này nó dạy mình lúc tao ghét thôi. Mấy con này nó hiền như cúng luôn ấy mà. Nó có làm gì mình được đâu. Dạ đây. Bây giờ mình có thể giữ nút T chọn 1, 2, 3, 4 để lựa một cái skill mà mình có thể kích hoạt. Cái skill mà đang kinh đau thì nó sẽ bị mờ đi. Nhấn nút T số 1.
Sợ hồi nãy trên tàu không sợ cái này. Trên tàu chém thì mười mấy đam à, mà trưởng cái 4000 đam. Rồi rồi, bình tĩnh em ơi. Talk about close call. I'd almost given up hope. Thank you for saving me. We're just happy you're safe. Cái khiêu hỗ trợ, mỗi cái nhân vật thì đều có một cái bộ khiêu hỗ trợ riêng. Chỉ có người lãnh đạo á thì sẽ nhận được cái hiệu ứng, gọi là cái hiệu ứng chiến đấu gì đó. Mình có thể nâng cấp những cái bộ khiêu này lên, nhấn là X, Z, V. Z, X, V, C thì xếp thứ tự 4 nút luôn đi. Trời ơi. Z, X, C, V. Rồi ok, theo đúng một cái vòng tròn. Nhấn T. Kame Kame ha, T1. Có cái nút nào nhanh hơn ta? À, nhấn luôn số 1 cũng được nữa, không cần nhấn T. Mình nhấn T lên là chỉ để coi thôi. Thường đánh xong phải có cái gương đâu chứ. Đi Long ơi. Cái camera con này nó làm chưa tốt. Rồi gạch game. Phải không? Biết lắm à. Anh em thấy hậu quả của việc chơi game thuốc chưa? Trong này nãy giờ thì ban đầu chặt chém người cũng đã tay đó. Hậu hình nhân vật cũng tốt, nhất là cái câu lồng tiếng á, chất lượng luôn. Trở lại từ lúc nào đây, hy vọng là cái lúc mình đánh xong mấy con chó rồi. Rồi đúng rồi. Để 60 FPS cái là cảm giác nó gấp cái khung hình này. I was thinking about that too. Back in thinking still, right? Yeah. We've sure come a long way, huh? I wonder how everybody back home's doing. Đụng mấy cục này làm gì ta? Cục này dạng như một cái thành tựu gì đó. Thì sau khi mà kích, sau khi mà sau này về được cái chuyến hành trình, mình có thể ghé đó để thăm, coi lại những cái mà những cái gì mình lụm được ở đây, dạng như là cái lưu bút 84 đồng với mà một cái cỏ gì đó. Rồi nữa gặp chó này. Nguyên tố, mỗi cái nhân vật thì sẽ có một bộ kêu gọi là có kỹ năng nguyên tố khác nhau. Nó dựa trên cái màu sắc này. Ở đây có là 7 nguyên tố. Cái đòn đánh của quái vật thì cũng có cái nguyên tố luôn. Trời, nó vả mình như con quá. Lên cấp. Em nó boost cho mình 27 máu luôn. Ủa không, mấy cái cục này nó rớt cả máu chứ. Lên cấp thì làm sao để tăng điểm? Tab C. Không không không, B, Y. Không lúc nào được hết.
dấu gương ở đâu nữa không đó bạn? Đúng là không tưởng thiệt luôn. Cách lại. Chỗ này giống cái chỗ đánh boss lắm nha. Ok rồi. Có gái cứu à. Chờ tôi nói. Rồi, nhấn G. Lin level khi mà đủ 100% á thì mình có thể sử dụng cái combo hồi nãy. Coi đâu. Boss thì nó sẽ vô trạng thái cuồng nộ. Nhấn nút giờ khi mà mình đang làm cái gì đó, đầu tấn công thì nó là gì đó. Nói chung là nó bắt nén nút giờ thì nó như này. Khi mà full 100% á thì mình có thể nhấn nút X hoặc là giữ nó không, nhấn nút Tab hoặc là nhấn nút 3. Mình biểu hiện cảm xúc nữa chứ. Chơi hội đồng nhỏ không à.
Hồi nãy đánh gồng bay, bây giờ chuyển qua đánh gồng đất. Mình là cấp tầm thôi. Thằng nào cá ớt lát hết của mình vậy? Quay lại sau lưng giòm, thấy không? Do forgive me for being late, Captain. Hope you save some fun for me. Ooh, looks like everyone's no worse. Oh, thanks for the save, Oigan. Lyria, about what happened with Bahamut. Có chuyện gì với Bahamut hả? Under control now? Có thể mà điều khiển được không? I think. Why did flip out on us? I don't really know. Well, hanging out here isn't gonna help. I'm with Eo. Better get moving before more monsters get the money. In that case, maybe we should follow this trail instead. I have a feeling it leads to a nearby town. Anh đi từ một cái thị trấn ở gần đây thôi. Nghe bọn bảo là có một nơi rất là tuyệt vời chỗ này, nó tên là Zega Grande vậy đó. Bây giờ mình có thể hỏi thêm thông tin về cái chỗ này. But what about the Grand Cipher? Cái con tàu của mình nó sao rồi? Đang đậu ở cái mỏm núi ở phía sau cái khu rừng đó thôi. Tốt nhất là nên tìm một cái người thợ sửa chữa đó. Rồi ok, đi đến làng thôi. Look who's talking. My tummy always picks the worst time to growl. You heard Lyria's stomach. Đói bụng thì cái bụng nó kêu thôi em. Bây giờ nguyên một dạng nhân vật của mình đây đó. Đổi được không? Cái nhân vật mình nó phèn quá. How'd you guys fall from that high up without a scratch? It's a miracle. Good question. Maybe the canopy broke our fall. In any case, we got lucky. Hey, any skyfarer who tells you life ain't about luck is a liar in my book. Trong Final Fantasy á, mấy con chó nó còn tìm được đường cho mình. Nó chỉ đồ có đồ nào xịn xịn giấu ở đâu không á. Mới chạy vài bước tới làng cái đó hả? Đi kia là một cô gái trẻ có năng lực điều khiển những cái mà sinh vật với thú. Khi mà cô ấy bắt đầu chia sẻ cộng hưởng linh hồn với NCN đó. Cái này là chỉ để đọc thôi phải không? Rồi kiếp đi. Làng đẹp quá hả? Đã nhận luôn. Có em nào tay mèo không? Oh boy. Đẹp, công nhận game này đồ bản nó làm đẹp. Kind of reminds me of good old Port Breeze. We should look for a place where Lyria can rest. Me? But I feel fine. You've had a rough afternoon today. You shouldn't push yourself too hard. I know, but we're in a brand new town and I want to explore it with everyone. Well, Captain? Chơi đi. Tận hưởng thời gian đi. Enjoy some time to yourself. Where you guys get your energy from? Mấy thằng được thì chắc đi nhậu à. If Lyria's up for a little excursion, then I don't. In the meantime, I'll grab the Grand Cipher. Should be a dock around here somewhere. Bây giờ thằng này nó sẽ lái con tàu lại kiếm cái chỗ đậu ở đây. I'm hankering to try the local bruising. We just got here and you already need a drink? What's with you geezers? What? I deserve a refreshing cocktail. Dụ chỉ là một thứ uống để giải khát mà thôi. You're all too much. Anyway, after exploring for a bit, let's meet back at that big building over there. Rồi, cứ đi vòng vòng chơi, khám phá ngôi làng. Chừng nào chán thì quay trở về cái thò thị chính đó. Thôi, tôi không muốn em này, tôi muốn em kia cơ. Đồ bạn cũng đẹp hết chứ. Thôi, kiếm cho em mà á nhân nào cũng được, nè. Say you're a real lifesaver. Well then, see you next time. Thương nhân đây hả?
Mình con rồng nó nuôi con vẹt. Người quen à? Shakinat Kidnat chắc là một cái thương nhân mà mình có những cái dịch vụ tốt để cho những cái nhà lưu hành như mình đó, có thể tìm đến. Mình có thể giao dịch ngay bây giờ. Mình có đủ mà cái lượng tiền để làm cái gì đó, để mua cái mảnh tinh thể này. Đây, tiền của mình nó nằm ở đâu ta? Gaphicon của mình là 2/1, mua cái này. Mua cái thôi, mua cái cho biết. Sau lưng mình là cái quầy của thợ rèn. Minotaur à. Ah, you must be the one Shiro mentioned. Let me take a peek at your gear. Mình có thể nâng cấp trang bị ở chỗ này. Thợ rèn thì cũng có làm luôn cái vũ khí nữa. Tôi muốn nâng cho cái em Gotchaga cuối cùng cơ. Level 1 lên 5. Nhận được 40 tiền thưởng. Ok. Rồi mình có thể là đi lại cái chỗ để đi nhận nhiệm vụ gì đó. Mình có 900 tiền, cái này nâng nó cần cái gì đó. Nãy chưa ngu lỡ nâng hơi bị nhiều rồi. Đẹp phết đó chứ. Có cái nhiệm vụ liên quan về con chim bồ câu của em này. Cái này là cái bản thuốc của tôi nên nó có DLC nữa nha, DLC. Mình cứ vô đây mình nhận thôi. Rồi, trong cái phần mà tùy chỉnh nhân vật mình có thể đổi màu. Cây kiếm level 50. Chơi gì chơi chi nữa. Game Nhật bây giờ hay có ba cái trò mà nó bán cái DLC cho mấy cái trang bị rất là khủng luôn. Sử dụng cái gheo cạc để unlock những cái dân Nhật mới mà mình có thể mời họ vào chung cái đội ngũ của mình. Nhiều quá vậy. Em này Loli mà cầm kiếm hả ta? Combo rất là nhanh luôn nha. Thằng này xài quyền Alita. Em này cũng được, cũng vẫn Loli mà xài Goya nữa chứ. Berlin. Đây. Nãy giờ hai em hệ bốc đói, em nào nhìn cũng chất lượng hết trơn nha. Em này với em mà Gotchaga trong tay mình á. Thì được hai cái đây. Một kỵ sĩ, người mà lãnh đạo của cái quân đoàn gọi là Rồng Trắng. Anh ấy à, anh ấy thì thôi bay luôn. Tưởng đâu cô ấy thì tôi còn nghĩ lại.
đi loot à? Thằng này kiếm dài nè. Đồ, em này lối đánh hoa mỹ quá đấy nhá. Chú lùng của chúng ta đây. Chú lùng này đánh còn nhận cũng bá à. Song kiếm phải không? Song kiếm. Em này xài cây thương hả? Nhìn như cây trượng nhá. Này là ai đây? Rồi, chọn em này. Namiya. Không có thẻ cạc. Giới thiệu cho đã, không cho mình làm cái gì hết. Trời ơi. Cái này có nên đổi không? Đừng quên mà trang bị cái giao huy của mình vô không? Trang bị sao? Rồi nhấn ít kép vô inventory. Cái những cái vật phẩm mà mình sưu tầm được trong cái chuyến hành trình thì nó sẽ cất vào cái ba lô ở đây. Có một số cái vật phẩm tiêu thụ giống như là cái sách kỹ năng hay là cái gì đó. Mình được 50 cục này nè. Cấp S luôn. Cái vũ khí mình cấp E mà nâng lên level 5 rồi. Vũ khí này thì nó cộng mát cho mình luôn rồi. Lực chiến của mình là từ 13 tăng lên 93 luôn á. Mà chắc tôi không xài cái dây kiếm này đâu. À vô mất cân bằng game quá. Hồi nãy mình nâng nó lên level 5 là hơi vội rồi. Cái này là cái giao huy đó. Level 4. Cái này xài sao? Cái này dạng như những cái ghi chú gì đó thôi. Để mình tìm hiểu thêm về mấy cái nhân vật này. Nó dạng như mà cái quyển sách vậy á. Adbook á, DLC gọi là Adbook. Có thời gian mà anh em nào chơi nhiều muốn mà tìm hiểu sâu về game này, vô đó coi. Đủ kill của mình. Có thể học kill bằng cách là những cái nguyên vật liệu này. Em này hay boost hả? Hồi máu hả? Còn em này sao? 25 công. 29 công. Thằng này công nhận đam nó cao vừa gọi gì? 24, 29, 27, 25. Làm sao để học được kill ta? Tỷ lệ chí mạng là 5%, stun power là 80 là cái gì? Em này tấn công tầm xa chứ không phải tầm gần nữa. Số 1 của mình là rút lui giữ phản cánh.
Mình có thể nhận quét ở đây cho nó đi làm. Nhiệm vụ đầu tiên. Đi săn ba con goblin, ok. Với đánh một con golem. Tắt chữ đi em ơi. Tắt chữ mình làm tấm hình đây. Không chụp hình được luôn. Mình chụp kiểu này thôi. Nên em đợi tí. Bây giờ nhiệm vụ của mình là đi nói chuyện với mấy cái nhân vật kia. Đây, đầu tiên nói chuyện với em Katina gì nè. Tặng này chứ. Chắc nó mua bán cái gì ở cái này nữa thôi. Airship of that size is a first for me, but I reckon I can handle her. Sorry for pushing you guys. Đang bàn về cái chuyện mà những con thuyền đó thôi. Thanks a million. I'll get right on it. Rackham, hi. Well, look who it is. I managed to find a place that can patch up the grand. Just got done haggling with him. I'm sorry the ship got hurt. Whoa, whoa. What are you talking about? You had nothing to do with it. Cứ con thuyền còn bay được là cũng may dữ lắm rồi. No one could have known. Nó chỉ là một cái tai nạn ngẫu nhiên mà thôi. Không ai có thể nghĩ đến chuyện một con rồng có thể điên khùng như vậy. Bên em đi ra đi. It's not your fault, Lyria. Yep, no one's blaming you. Không ai phàn nàn như em đâu. Rồi, ok. Okay. There's that smile. Besides, we're in a new skydom. Anyway, I'd better go move the grand. Rồi, mình tiếp tục cái hành trình đi chơi. Đâu? Con kia tàu chưa có lại đây nữa à? Hay đứa nhóc lãng mạn quá ha, đừng có chơi ở mấy cái chỗ nguy hiểm như thế này. Ồ, còn chơi xinh gái đẹp không? Tấm hình để tí nữa làm thumbnail. Ahoy, Captain. Oh, brother. At least we... Come here. Let you in on it. Word is there's a village that runs a mining operation on a nearby island. It's got an altar dedicated to get this. Thanh niên này tối ngày đi nhậu nhẹt không à? Then this town takes those mined ores. We'd be rich if we got in. Anyway, gonna stay. See you later, Cap. Rồi, bye bye. Ông cứ nhậu đi. What a cozy place. Bên phải là được hay cái gì? Nhìn bên em bên phải là không biết được hay cái luôn. Nhưng mà đẹp như vậy thì đằng nào cũng được. Cái em da nâu nâu đó nè. AO hả? Em này tên AO phải không? AO. Con này là con hàng lần nha. Simon. Mua cái bộ đồ trang sức hả? Trang điểm. Đẹp tự nhiên thôi. Đẹp tự nhiên thôi. Next time, Withers at his tutoring, of
course. Bây giờ em ly ghia nên trang điểm không? Khen đi, khen đi. Gặp gái rồi cứ khen đi. Chỗ này bán như là nến thơm, sáp thơm rồi ba cái đồ mà dược phẩm, dược liệu vậy đó. Này rau củ tươi mới ngày hôm nay, xin chính kính mời quý khách. Đúng là trong game này nhân vật nào nó cũng làm đẹp hết vậy đó. Đúng là mấy game Nhật. Bán gì đây? Gũ hả? Bán gì giữa đường dưới xá vậy không? Ngay cái khúc cua này nữa chứ. Bên kia, 97 mét. Đi, trong thành phố mà cũng có gương đó nè. Nhìn mấy bộ đồ này đẹp thiệt đó. Đây mấy cái hành kunai ở bên đùi nữa. Trên đó. Ồ. Cháu này đủ 18 chưa? Trông bạn giống như là một con cua vậy. Cái này là cái nhiệm vụ side quest của mình. Cái này là cái địa điểm câu cá mà mình mới khám phá ra, nhưng mà câu như thế nào? Tội nghiệp cũ. Đây có đường đó nè. Game này nó giấu đồ áo ma vậy thiệt á. Đẹp, xây cái ngôi làng đúng đẹp luôn. Này đực hả? Đực thi thôi. Mèo. Rồi game này nó không cho nựng mèo rồi. Rồi. Điểm trừ. Đấy là một cái điểm trừ trong game này. Mở gương trước đã. Một vài cái gương đặc biệt thì cần phải có chìa khóa để mở. Có đánh dấu được trên bản đồ không? Chào em. Hey Rosetta. Come to see my part of town? Actually, I wanted to ask you how I could help the crew. Is that so? Well, I'd say there's no need to stress out about it. But I want to be useful and do my share. Em này muốn trở nên hữu dụng hơn cho cái phi hành đoàn của mình. Được bao bọc quá mức này. Let's see. Guidebooks are pretty useful. Ever thought about writing one? Write my own guidebook? Just jot down the fun things. Viết một quyển sách hướng dẫn về một cái thế giới bên ngoài đó. Xong chia sẻ cùng mọi người ạ. Tập làm game đi em. I can't. Such a refreshing breeze. Tính ra cái làng này nó cũng nhỏ. Trời, mình đi xuyên qua mấy cái nọ PC luôn rồi, em PC luôn. Em này đúng kiểu mà đam mê võ thuật. Mới đánh quái vòng gừng xong về nhà luyện tập tiếp. I once spent hours practicing my strikes. Oh, no wonder you're a master swordsman. Not yet, I'm afraid. You're no slouch either, buddy. But I wonder who's better. Solo em.
Thôi mình nhường em đó đi. Tự tin thôi, tự tin thôi. I don't mean to brag, but it's hard to say at a glance, though it might be fun. You mean like a sparring match? I wouldn't know who to root for. Then why not both? Oh, you're right. There's no rule that says I can only pick. Captain, before we proceed any further, I have just one thing. Make sure to check our mastery points from time to time. Battles may begin to feel tense if we don't sharpen our skills. Mình phải kiểm tra cái điểm này để nâng lên. Master Yi ở đây. Chiêu mới. Số 3 là chiêu ép phép. Chơi cái chiêu này thì tốn 2 điểm MP, mình có 500 điểm luôn. Tăng tí đam. Đây có một điểm thì cứ tăng hết đi. Máu 20 tăng luôn. Cũng khá là cùi. Cái nhánh này của mình tăng một cái kill hồi máu thôi. Rồi, quay lại cái hướng tăng đam đó. Một phần trăm mà trời. I love learning new stuff. Đây, chiêu mới đây. Học không? Good stuff. Can't wait to try this out. Bút rồi, rồi bút cho tay em. A new technique. Ah, fresh insight. Great. I can make use of this. Được, được. Lấy chiêu này cho em nó luôn. Có 2-3 điểm à. Behold, new power. Thằng này bỏ qua. Em này cũng được. Cái này là trọng nữ khinh nam luôn á. Just living up to my potential. Bắn ra mấy mũi tên nước mà. Này chiêu lửa, cầu lửa cũng được. Do the trick. It's all so clear. Can't wait to try this out in the field. Cái ông này bắn từ xa thì cũng hỗ trợ được, cũng tương đối tốt. Yep, that'll do. My my. Em này hơi mọc hết à. Giống hơi mọc hơn là hơi bóng tối á. Superb. Power blooms within. My thorns feel sharper already. I'll make good use of this. Rồi, ok. Tăng cho này tí đi, để nó phân bì. That should work. Let's try her out.
I'll practice day and night. I mustn't fall behind our captain after all. Bây giờ lắp chiêu vô. Không, nó tự lắp luôn cho mình. 1, 2, 3, 4. 1 là chiêu gió. 2 là tăng đam. Rồi chuyển khiêu 1 thành khiêu bút đi. Khiêu 1 thành bút. Không, 1, 2 là bút luôn. 3, 4 là đam. Một hai ba bút hết luôn rồi thì game không, mình phải lấy cái kill gây đam mới được. Hình như nó méo có chiều nào gây đam cả anh em ơi. Ready for action. Oh, nifty. Phá giáp. Phá giáp này thì có thể chủ động được cái phản cấp này, bút đam hồi máu thì không cần nè. Rồi được rồi, ăn nhiều quá mất vui. Bây giờ về cái nhà thờ mà gặp lại tên mình thôi. Thì xong rồi đi đến quái. Rồi, đi dạo gì đủ rồi. Kìa con tàu của mình kìa. Can I tell you something? I heard what you did when I was falling off the ship. Tôi nghe tiếng của bạn khi mà tôi rơi từ con tàu là sao? Rồi biết rồi, lại cảm ơn nó. Visited new islands, met new people. It hasn't always been the safest trip, but you've always been there to protect me. I just wanted to say thank you. And since our lives are intertwined, let's make the most of our journey together. Yeah. Rồi, tâm sự thấy đủ rồi. Để anh bao nuôi em. Doesn't it smell nice? Sure does. Sorry, kept y'all waiting. Cypher's officially in the shop. Nice work. Hey. Thanks, Rackham. So. We've got time to burn, it seems. Anyone will... Almost forgot this. Mm-hmm. Đây đây. You guys hear that? All right, I'm off. Được rồi, tôi nghỉ, không có làm việc nữa. Thằng đực mà mặc bộ đồ vàng rồi động chân luôn. Đừng nói người quen nữa nha. Chắc không rồi. Tôi là mục sư. Pardon my rudeness. I don't do well with lizards. Lại kêu thằng nhỏ bằng thằng lằn đó. Cai. It can talk? I do beg your pardon. We didn't mean to startle you, and we certainly don't intend on starting any trouble. Actually, we're a crew of humble skyfarers. This is Vern. I assure you he means no harm. If anything, he's quite the lovable dragon once you get to know him. You've got it all wrong, Catalina. I'm a cool dragon. Huh. Skyfarers, you say? Oh, allow me to introduce myself. Thiệu bản thân quá. My name is Golan.
You've got to help us. A tornado suddenly hit our village. Cơn bão đã bất ngờ mà cuốn phăng cái ngôi làng của tôi rồi. A tornado. Một cơn lốc xoáy hả? Nó có thể là cơn giận dữ quá gì đó của bọn quái vật mà thôi. Rồi bắt đầu mình sẽ đi giúp ông này. I'll handle the rest. My apologies. It seems I'm needed elsewhere, so I'm afraid this is farewell for now. Hey, wait. Wait for me. Rồi ok. And I heard him say primal beast. We should follow him. What? There are still people stuck in Tempeel. Oh, what do we do? Rồi cái gái kìa. Chạy xin cái đẹp nhóc nha nào. The altar suddenly lit up, you know, and the wind was like a whoosh, and that primeval goddess not. Slow down, take a few deep breaths, and tell me exactly what happened. Hít thở sâu vào và nói chính xác cái chuyện gì đã xảy ra. An altar, fierce winds, and what they call a primeval god. Sound familiar? Yeah, it does. Smells fishy. It's got to be connected to Bahamut going ballistic on us. Chắc đây đổ thừa liên quan cái gì đến là con Bahamut nữa. Want to see if we can tag along? He could lead us to a clue. What? Đương nhiên phải làm vậy. Không thể bỏ mặc những người đang bị mà gặp vấn đề được. Exactamundo. Right then. I know what I excuse me. Ah, hello again. So if you need something from me, can it wait? Then I'll cut to the chase. Allow say that again? It seems you're in a predicament. Depending on the situation, we could be of help. I appreciate the offer, I really do. You mentioned a primal beast, right? If that's the problem. We had our own snag as soon as we arrived in this. Fetch a round of drinks, whatever you're facing has to do with us too. Simply put, our goals are aligned. It takes two to tango, wouldn't you? I don't know. Though. Nó chơi bộ đồ vàng từ đầu đến chân luôn. Very well. I won't look a gift horse in the mouth. Anything can happen out there. You should get organized before we head. Mình sẽ gọi ai ra ngoài tiền tuyến với mình. Mình có thể lựa chọn 4 người vô cái phần phạt ti này. Có thể chọn 4 thành viên. Lead the way. I compliment any bouquet. Em này thì loli quá, nhưng mà nó dạng phép đánh xa support mình tốt. Em này cũng đánh xa luôn. Chào ta. Hai thằng đực thì lại xài súng. Nước nè, bóng tối nè. Bóng tối thì lấy ánh sáng đi cũng được. Rồi. Đây đây. Rồi. Nâng cấp tài nguyên thì ở đây liên hệ với em này. Mình muốn đổi cái đồ nhân vật thì có ở đâu ta? Đây, 4 số 4 2 lần.
Đó, trời ơi, mặc cái bộ đồ màu hồng nó gớm thiệt. Rồi đi thôi anh ơi. Rồi, chép. Yep, we're good to go. Good. All aboard. Cái con tàu mới sửa xong giờ lại đi bêm nhau tiếp à. Đúng là trong mấy con game phiêu lưu mạo hiểm giả như thế này thì tiền nó từ trên trời rớt xuống không. Thằng này cầm lái hả? Hay là tàu của thằng này? Do your thing, autopilot. Nó chuyển qua chế độ lái tự động rồi. So, I bet you're wondering who I am. Đi làm. I work for the Church of Folka. Tôi là làm việc ở nhà thờ. Tên là Golan. I'm Catalina, protector of this crew. Bảo vệ. Cheers. And I'm Io. Io. Rosetta. You can call me Vern. I'm Lyria. Nice to meet you. And finally, this is our captain. Wow. I can't imagine captaining a crew at your age. Tôi tên là Luffy. Well, I'm not exactly a slouch myself. You see, I'm kind of a Mr. Fix-It, handling all the odd jobs after church. From furniture repair to marriage counseling. Thành viên này là bao mọi chuyện trong cái nhà thờ luôn. Từ dọn dẹp cho tới sửa chữa trang bị nội thất nữa. When Roland's on the case, nothing is impossible. Không gì là không thể. Thành viên này đa năng quá hả? Too dramatic, huh? This guy's a few apples short of a bushel. He'll hear you, dummy. Glad you're with us. High five, fix it, dude. Dude. Thợ sửa chữa. Once again, my name is Roland. Hey, dude. Yeah. Heard you the first time. Cheers, fix it, dude. Anh thợ sửa chữa. Thợ sửa ống nước hả? Có một cu ly nữa rồi đó. Đây, mình ngủ thằng này vô tay mà không để nó bỏ cái nhà thờ nó đi. Chapter 2. We've got some time before we reach. Trời chưa xuống tàu nữa. She's not the most luxurious ship, but I assure you she's skyworthy. Cái này là tàu của thằng này. Đồ, thiết kế cái bản đồ đúng đẹp luôn nha. They form the archipelago, and one of them is home to Folka. So this other island we're flying to, will we be arriving soon? Yes, we'll be there shortly. I just hope the islanders are evacuating as we speak. You said we're going to Tempeel, right? What kind of place is it? It's a bustling mining village. All the rare metals they dig up put them on the map. What? Does anyone else see that? I mean, the wind around the island. You can... Huh, yeah. Why is it all weird? Rồi, có biến rồi. Nó là phát hiện ra chúng ta từ cái khoảng cách này phải không? Điều này rất là đáng lo ngại đó. Cái này trong cái đó gọi là cái gì ta? Haki hả? Ở đây ai cũng có du thuyền hết nào. Only a pro would turn starboard to stabilize the ship. I'll set her down a bit farther from the mines. It's about to get bumpy. Everyone, grab onto something. Hồi nãy tôi thấy có cái gì đó tím tím ở phía sau thuyền của thằng này. Hy vọng là mình lút được. Rồi nó xuống tàu luôn rồi. Đây là cái khu hầm mỏ của cái ông công nhân nãy đó. Cái ngôi làng mà bị quái vật nó lại nó xâm chiếm.
chả còn cái gì luôn. Ở đây nên là có nhiều người hơn đó, chứ không phải là lát đác 4-5 người như thế này đâu. I see. The abnormal winds agitated the goblins who in turn attacked. We managed to escape, but the others. I pray the worst hasn't befallen them. Hy vọng họ là vẫn ổn thôi. Just leave everything to Mr. Fixit. Thank you. I'll go spread the word. That being said, I can't just leave these people here unprotected. What should I do? He needs our aid, Captain. Did somebody call for goblin exterminate? Rồi đi bên mấy thằng goblin trước đi. We'll handle the goblins. Are you sure? That certainly take a look. Talk about having the right crew for the job. Thanh niên này lo cái nhiệm vụ giải cứu cho mấy khu vực dân đó được rồi. Đó. I'll come find you after I get all these people aboard. If you happen to see any more islanders out there, could you give them assistance? Yep, rồi. You got it. Cứ ở thuyền mà đợi đi, thanh niên tóc vàng. I almost forgot to give you this. If anything happens, cái gì đây? Communicate with each other using this device. Dạng như cái bộ đàm vậy đó. We can talk on this thing. Looks like a flower glued to a box. It's a type of transceiver. Đây là thiết bị chuyển phát tín hiệu thôi. Chúng ta có thể nói chuyện được khoảng cách rất là xa. Đó gọi là một cái bộ đàm. Yep. Don't worry. I didn't pay for it. Check this out. It even has it. Why don't you turn it on, Fern, when you want to grab everyone's attention? Nice. You got skills. It's rolling. Này thì kêu nó thằng lằn. Kêu nó thằng lằn sau này nó méo bây giờ nó gọi tên này luôn. Cái cục đó thì chắn cục teleport á. Please help anyone you see. I'm counting on you. Này giống ông cụ kia quá là. Đi vài bước các cảnh là. Cái cục này sẽ giữ quái vật chánh sáng của khu này thôi. Nếu cần nghỉ ngơi thì cứ tìm cái cục này. Counting on you. Rồi, đi thôi. Đồ gió hú hả? Đẹp quá chứ. Đó đúng rồi đó, goblin thì bắt gái thôi chứ bắt mấy được làm gì. Lút đồ trước đã. Con này leo trèo được không ta? Không. Cứu người gì đó để sao? Có gương bỗng vô. I thought I was dead. Cái này giống cái cặp đôi ngồi ở cái quán nãy quá ta. Take care of their injuries. Rồi, chăm sóc vết thương cho bọn họ.
Thank you. I'm just glad everyone. What would we have done without your crew? Đi dọn nốt cái đường dọn này. Thank you so much, everyone. But more settlements could be under attack. Better keep going. We gotta check on those people. Are the erratic winds causing the goblins to act violently? That's a big problem, if true. Goblins don't usually go berserk like average monsters. Maybe we could use this. Con game này nó giấu đồ chỗ hiểm thiệt á. Cái dạng hậu cần của mình nó cũng mạnh phết chứ. Có dấu đồ gì ở đây không? Kìa có luôn kìa. Chiến trường khốc liệt nhưng mà vẫn không thể quên được cái nhiệm vụ loot đồ. Rồng. Trời ơi. Thiết kế cái vực tắm kìa. Phá xe của dân làng luôn. Cái đường này đúng gì ta? Cái đường trên đó là đường nào đó? Không, đi cái đường ở đây trước đi. Cái gì đấy? Này thì pháp sư cắt phép. Looks like the goblins have hostages. We're on it. Do your best to defend them. Even burned that big windmill. Hell yes! Send those puppies scampering. Great. Looks like some of them can do magic too. Này thì đỏ. Cái gì đấy? Tự nhiên giờ cắt cảnh qua cái thằng gốc luôn thôi. Cái con này nó thể thổ nên mình đánh nó không thấm tí nào luôn. Trên đó có dấu đồ gì nữa không đó? Kìa trời ơi, nó giấu nguyên cái gương trên cái nhà đang cháy luôn.
Game này không có nhảy nước hay được, double zoom được ta. Dân làng đợi tí nha, đi đút đồ đó. Ủa ông cụ này hiếu quen quá vậy? Ông cụ này nãy đứng đầu game à? Thank goodness. Don't give up, okay? I'm. You're going. Can you walk? Thank you, thank. You did it! You saved everyone! Thank you. Oh no, the community by the water. Ý, màu tím. Màu tím mới được cái gì đó? Như trong một bầy quái luôn. Không biết nhảy qua được không nữa đây. Thôi đi bộ đi, game này nguy hiểm lắm. Ê, mới nói xong mà. Bữa nay có gì bên này mà ta? Trời ơi, dân làng sắp chết ở đó, nó chơi mini game. Cương vàng được cái mà tấn công 2.000 vàng với 2 điểm ăn kill. Chơi đựng rồng không ta? Con 32m mình còn chơi được mà cử gì mấy con này. Gồng yếu như con bún thiêu quá. Game này không biết có phone down không? Chưa? Chữ nào? Kamehameha đó. Come on, now,
boss kìa anh em ơi. Bút lên. So who's got the bigger guns, them or you? Check this out. I mean, it's me, right? Watch out! This is your average gun! You didn't strain yourself, did you? Nope, never felt better! Gì con boss gì như con bún thiêu vậy nè. We've cleared the area. It should be safe to free the captives. Thank goodness everyone's okay. Don't worry, you're in good hands now. You did a... Those poor folk are safe thanks to you. Great job, everyone. All the day's work. Now, we should return to our search. Rồi, về tàu. Heavens help us. There are others who haven't made it out yet. No, this is awful. You have to rescue them. I'll lead the way. Rồi dân làng cứ thông thả ở đó chơi ha. Đi kiếm đồ loot cho đã. Cái này do thằng làm game á. Dân làng gán mà chạy đi. Dạ. We make quite the team. Let's keep it up. Ê, cái gương, trời nó giấu sao thấy nước. Mấy ông nổi đẹp này. Ê. Let's see. Great. Rồi, tới bên đây. Mấy ông đép này chơi giấu đồ đúng hiểm luôn á. Đi thôi. To start fumigating the place. Thanks, buddy. You put my mind at ease. Buddy, seriously? I'm at least 5 years older than you. You don't want to believe how old I am. Must it make you power? My wish has failed. What do you think? Boss nữa hả? Ba con mự luôn. Vừa mới xài hết một đống kêu rồi. What are these chucklehead brothers or something? They should have said more than a trio. Rồi, lean 100%, lean farm. We can always count on you, can't we? I'll never let you down. Kame, kame ha. Chơi hội đồng đúng không ạ?
lên được một level đỏ mắt luôn. Dương làng không có tiền thì lấy thân báo đáp. Just who are you guys? We're traveling Skyfair. Chin up, everyone. Wait, was this we really are saved? Nó còn nhắc đến Gulan không à? No, wait. We fled from the goblin fortress that lies deep in the nearby, but our friends are still in there. Nó còn bắt một số dân làng ở trong sâu cái khu rừng đó nữa. Đương nhiên là đi bên nó rồi. Let's get those Come in, fix it, dude. Roll in here. We're gonna break some. Got it. Will do. Không quan tâm này, nén sâu trong khu rừng. Có đứa loli nổ đây vậy? You all think this is the goblin fort we're looking for? Just be the willies. Be on guard. Cái đoạn này giống cái demo nè. Oh, we meet again. Thằng này là thằng thương gia mà. Cái này nâng sao xài sao? Nhưng mà lắp vô sao mới được? Kìa, mình có kiếm level 50 luôn rồi. Đang được có 5 đao mà trời. Cái kiếm mình hình như là không có cảm được cái gì vô thì phải. Không hiểu cho lắm. Thôi đi thôi. Mấy cái đó để sau đi. Đoạn này là giống trong demo nè. Đi ra cái dốc núi này có cái gương đó nè. Đó. Ủa điên nào? Nếu cái này đường với lỗi mà. This place is crawling with goblins. But it doesn't seem like they want to scuff. No, quá trời goblin. Chạy đi nếu có thể. Rồi đánh boss này nào. That doesn't sound good. Con này giống con ọt hơn là goblin rồi đó. Chưa gì đánh đây mọi người ơi.
with that shield. Yes. That gobbler charges like a wild boar. I reckon we can outmaneuver it. This is Rome. What's your status? We're going toe to toe with you, Bob. Roger that. I'm on my way. Hold out until I arrive. I'm well lived in this place. Fall now. Repent. Rosetta, I'm here to help. Captain, way ahead. It looked money. Watch out. Rồi bắt đầu nó nổi máu rồi này. Bây giờ nó đánh em lolly của mình rồi. Trời, nhảy vô đúng lúc nó. Mười phần trăm máu hả con? Tính đâu nó phải 2 nữa chứ. Mới level 4, level 5 mà đánh con ọt level 10. Chà, đừng có để nó chạy. Chạy đi. Buông vẫy cái đuôi ở giữa hai chân đuôi mày. Nhận ra cơn gió từ cái cuộc chiến đó không là sao? Bingo. Guess this is where the real... Hello? Is everyone all right? Everyone's... Bắt đầu lại chữa thương đó. Yeah. We're alive. What a relief. So, what do you guys say to me? Wait, what are you talking about, Rackham? Told you before we left Folka, remember? The problem with a primal is our problem too. I don't know about this. Maybe it's best to leave well enough alone.
But if we don't calm down the primal beast, the situation on the island is only going to get... I hear what you're saying, but... Vậy thì chứ. Tin cái gì mới gặp lần đầu sao mà tin được. Hãy nghĩ về cái sự an toàn của những cư dân trên cái hòn đảo này. Think of the islander's safety. Captain's right. These winds spell trouble. You ought to fly the islanders back to Folka before it gets out of... Okay, fair point. I'll trust your judgment and get these poor souls. But if it gets risky, there's no shame in retreat. You don't have to tell us. Mạo hiểm càng lớn, rủi ro càng nhiều. The least I can do is drop... Reminds you of our showdown with Tiamat, doesn't it? I was wondering why this felt so familiar. Hai cái thằng đực kia nó có đi đánh với mình đâu mà tự nhiên giờ nó xuất hiện ở đây vậy? Rồi qua tới chương 3 rồi, hôm nay chắc nghỉ ở đây thôi. Chơi cũng gần 2 tiếng rồi, trong đó mới đánh được có khoảng 3-4 trận à. Còn lại chủ yếu là mấy cái đoạn cắt cảnh hội thoại với mà giới thiệu nhân vật đồ game mà nhiều. Bây giờ đi rồi, mình ở lại mình bêm cái hang ổ quái vật luôn. Nãy chưa kịp loot cái màu tím tím trên thuyền có ảnh hả? Rớt rớt bây giờ. Đánh một cái nè, chuột phải nè, là combo đâm. Đánh hai cái chuột phải là combo đá hay chém. Rồi đánh ba cái. Ủa? Một, hai, ba, bốn, năm. Không, chỉ có bốn cái đòn thôi. Cũng được. Hóa ra giữ chuột phải là có thêm một cái combo nữa. Rồi tính đâu nó làm cái đường ẩn hay là giấu đồ gì. Thôi, nay ngừng ở đây thôi. Có thời gian chơi tiếp game này. Bây giờ xếp game bấm vô đâu xếp. Cái này xong nhiệm vụ đánh ba con goblin nè. Vẫn là nhiệm vụ đi tìm cái kho báu này. Đi bắt mấy con cua gì đó. Tìm mà cái ngón tay của con Golem 3.000 tiền. Rồi. Ủa, trở về thị trấn là game. Rồi ok, bye bye anh em. Có thời gian thì tôi sẽ chơi tiếp.